toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng chúng em giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa Sonic hàng Nhật xuất Mỹ nha. Dòng Sonic thì có Nhật xuất Mỹ, sở hữu bass 30cm, một trung và hai kép. Đôi loa này sở hữu một cấu hình của một đôi loa karaoke, lỗ thông hai có lưới chặn chuột ở trong luôn nha, Sonic. Bass 30cm và kích thước thùng là chiều ngang 39, chiều sâu là 28 và chiều cao là 67cm, kích thước chuẩn của một đôi loa 30. Tiếng chép rất là hay, tiếng mid rất là ngọt ha, và bass đánh thì rất là quy lực. Đây là một đôi loa karaoke cực kỳ hay, rất hay luôn anh em. Chạm lò này ha, chạm lò cổ ha, thành quách góc cạnh thì vuông thành sắc cạnh, đẹp tuyệt vời ha, màu cũng bằng gỗ, màu bằng gỗ đẹp cực kỳ luôn. Đây màu gỗ thành quách góc cạnh này đẹp tuyệt vời luôn anh em, mà không phải lo, thành quách góc cạnh đẹp tuyệt vời. Mấy cái trắng trắng này là mấy cái keo á nha anh em, nước ngoài nó làm những cái dòng này thường nó làm bằng tay rất là nhiều, cho nên là keo ấy rồi nó còn ngay mấy cái mí nó còn hơi nhiều, nó hơi lộ ra. Cái đó thì anh em cũng không có gì mà phải lo ha, cái đó mình, cái đó thì có thể chấp nhận được và cũng không để anh em chờ đợi lâu, em cũng báo giá luôn. Đôi loa này em sẽ bán với giá là 6.200.000 đồng, một đôi loa Sonic Bass 30, một trung và hai chép, karaoke tuyệt vời. Bolero thì nãy giờ anh em cũng đã nghe rồi, thì anh em cũng cảm nhận được ha, em cũng không cần giới thiệu luôn. Đấy anh em nghe tiếng chép đấy, rất hay không? Có người con gái. Tiếng chung mà nó sáng, mà nó sạch, nó đẹp như thế này thì karaoke cất lên thì anh em khỏi phải nghĩ đi. Phê. Rồi em xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Xin cảm ơn toàn thể anh em.